Chào mừng quý cư dân đến với bản tin của Sunrise City. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lại bước vào một mùa mưa. Vào thời gian này, trời thường mưa lớn kèm theo những cơn dông. Đối với các căn nhà mặt phố thì đây chưa phải là vấn đề quan trọng. Nhưng đối với các tòa nhà cao tầng như Sunrise City chúng ta thì đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Rồi. Những hình ảnh mà quý vị vừa xem qua đã phần nào giúp chúng ta hình dung ra được những rủi ro tiềm ẩn mà các cơn mưa kèm theo dông có thể mang đến cho tòa nhà. Để giảm thiểu những rủi ro đó, ban quản lý tòa nhà chúng tôi mong muốn quý cư dân chúng ta lưu ý một số vấn đề sau. Khi thấy trời có dấu hiệu chuyển mưa, chúng ta nhanh chóng đóng tất cả các cửa sổ, cửa hành lang, ban công. Không để các vật dụng ở trên cao, nơi dễ ngã đổ. Vì khi trời mưa kèm theo dông, rất dễ làm rơi các vật dụng gây nguy hiểm cho khu vực phía dưới. Ngoài ra, tại sảnh tầng trệt của các tháp, ban quản lý tòa nhà chúng tôi đều có bố trí bảng thông báo để quý cư dân có thể kịp thời nắm bắt thông tin một cách nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Và sau đây là một số bản tin trong tuần. Tuần qua, ban quản lý tòa nhà có gửi đến quý cư dân một số thông báo quan trọng với nội dung như sau. Đầu tiên là về việc bảo trì thang máy ở tháp V4 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2014, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tiếp theo là về việc diễn tập phòng cháy chữa cháy thường niên diễn ra vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 7 năm 2014. Bên trên là một số thông báo quan trọng ban quản lý tòa nhà muốn gửi đến quý cư dân. Cảm ơn quý cư dân đã dành thời gian theo dõi bản tin này.